Plenty free kicks to go away in the opening seconds. It's Kamiya that's over the free kick. Tien Dung yet to be beaten in the Vietnam goal. Suze there is the only player in both teams that's in danger of missing the next match if you were to pick up a yellow card, having been booked in the previous match. Ở từ từ xem tạm cái này một chút đã. Movement now from those khoảng ít phút nữa thì mình sẽ đổi ngay sang link cho anh em. Stabbed away by chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với một trận đấu giữa cầu thủ Nhật Bản và cầu thủ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ bảng D của ASEAN 2018. Đây là trận đấu mà sẽ tìm ra được đội đứng đầu bảng của bảng đấu này. Khi mà trước khi trận đấu này diễn ra thì cả Nhật Bản và Việt Nam đều đang có 6 điểm. Và họ đều có hệ số bàn thắng thua là ngang nhau. Scored in the 3-0 win over Pakistan. Bình tĩnh anh em ơi, để anh em chờ một chút. Hôm nay nó đang hơi bị loạn. Tính theo web mình chưa giờ nó vào đông như thế này. Nahara. Hôm nay hơi mờ anh em nhé, xin lỗi anh em. First touch for Obi, the goalkeeper. So came off the bench. Trời! Give it away. 1-0 dành cho các cầu thủ Việt Nam. Rất bất ngờ. The first goal. Một lỗi ngớ ngẩn qua vòng ngự ở bên phía đội tuyển Nhật Bản. Và bàn thắng thuộc về Quang Hải. Rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. À, vòng ngự của cầu thủ Nhật Bản đã mắc sai lầm rất ngớ ngẩn. Tôi còn chưa kịp thấy được đội hình ra sân của cả hai đội. And Quang Hải gets the opening goal of the game for Vietnam. Placed beyond the keeper who couldn't get back into position. What a start. Anh em chờ chút. Well, just moments after Japan had that free kick at the other end already. Nhanh thế nhỉ? And Jeremy Moriyasu making some notes, the 49-year-old coach. Come here. That's Suze. And Hai can't keep the ball in play. Chờ mình chút. It's a good ball in from Hatsuse, but a bit of pushing from Sugiyoka. And free kick to Vietnam. And Kiet was the man fouled. Just see the arm across the neck of the captain. Thắng như đùa. To the UAE in the round of 16 four years ago, Vietnam. Winner of the group will actually play one of the third place teams from groups B, E or F, depending on how that little league table pans itself out. Here comes Vietnam once again looking for a second. It's been a great start for them. Can Hai. Looping header was comfortable for Obi in the end. Well, the runner-up in this group will take on Malaysia in the next round. It's been a good pace start from both these teams. Ủa, link YouTube vẫn like được à? Ok, anh em chờ mình chút nha, để mình đổi cái link nó nét hơn.
Lúc nãy mình vào thì nó không Maeda, but tưởng nó không có sóng, thì ra nó phát chậm. Too much pace on it. Well, Park Hang-seo there on the right already very animated with his coaching staff. He's coached predominantly in South Korea, priming to take in the job at Vietnam. He was the South Korea under-23's coach for a while. Also Gyeongnam, Chunham Dragons as well. He's been in charge since mid last year. Come here. Đường này chậm á. Thôi xem tạm đường này vậy. Mình đã chậm hơn hẳn 2 phút. Mày ấy đó. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu hôm nay. Phút thứ 7 và tỷ số đang là 0-1 nghiêng về phía cầu thủ U23 Việt Nam. Để tiện cho các bạn theo dõi thì mình sẽ đọc lại đội hình ra sân của cả hai đội trong trận đấu hôm nay. Bên phía cầu thủ Nhật Bản, họ ra sân với thủ thành báo số 12 Obi Powell Obina, số 5 Suzuka Daiki, số 6 Hatsue Zio, số 7 Hara Teruki, số 8 Mitoma Karu, số 10 Yoshikoji, số 11 Endo Keita, số 16 Watanabe Kuta, số 17 Kamiya Uta, số 18 Meida Daizen và số 20 Tatsuya Yugo. Còn bên phía cầu thủ Việt Nam, chúng ta sẽ ra sân với thủ thành số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 8 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 13 Hà Đức Trình, số 17 Vũ Văn Thành, số 18 Đỗ Hùng Dũng, số 19 Nguyễn Quang Hải, người vừa mở tỷ số cho thủ Việt Nam ở phút thứ 3, và số 21 Trần Đình Trọng. Nice ball into the channel for Maeda to chase. Maeda sẽ là quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Nhật Bản. Ngày hôm nay rất đáng tiếc khi mình đã không có được sóng như mọi hôm nữa. Sáng nay thì vừa nhận được một cái Về việc không sử dụng cái sóng đó. Chúng ta sẽ phải tạm dùng cái sóng này vậy. Vẫn đang là cầu thủ Nhật Bản. Endo. Meda. Kamiya. Xin bạn, đây là Kamiya. Break on here maybe for Vietnam. Và đẩy bóng hơi mạnh. Trước khi trận đấu này diễn ra thì bọn mình cũng nhận được một thông tin, đó là ứng dụng FastGo, một ứng dụng đặt taxi do người Việt làm ra, đã tuyên bố sẽ tặng cho mỗi cầu thủ được 10 triệu nếu như họ ghi bàn trận đấu hôm nay. Và vừa rồi thì Quang Hải đã có được 10 triệu từ nhà tài trợ FastGo. Văn Quyết, Hùng Dũng, Trần Đình Trọng, Đôi Duy Mạnh. Cho bạn nào mới vào chưa biết thì U23 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Quang Hải. Đó là một tình huống mà Nhật Bản, hàng phòng ngự của Nhật Bản đã mắc sai lầm. Nếu như giành được chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chỉ phải gặp một đối thủ hạng 3 của bảng đấu khác. Nhưng tuy nhiên, việc giành được Nhật Bản đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải lên trên một cái nhánh khá là khoai. Một nhánh đấu sẽ có khả năng cao có sự góp mặt của Hàn Quốc, của Iran, của Uzbekistan. Bảng đấu gồm những đội bóng rất mạnh. Còn nếu như để thua trong trận đấu hôm nay, chúng ta có vị trí nhì bảng và sẽ rơi xuống một nhánh đấu có vẻ dễ thở hơn với Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên thì Malaysia cũng không phải là một đối thủ dễ chơi ở giải đấu này, khi mà họ đã giành chiến thắng 2-1 trước cầu thủ Hàn Quốc. Suýt nữa thì mình quên đấy. It's
Sugiyoka. Endo. Endo. Wired by Doi Mank. Teruki. Daiki. Tatsuta. Lại một pha thi đấu không thật sự an toàn nữa của Suzuka Daiki. Tatsuta. So a reminder that a win would put Vietnam through as group winners. Ở đây thì mình có một cái link nó nét hơn. Tuy nhiên thì cái link này thì nó lại still with a chance of making it through to the round of 16. Thôi chậm một chút. Chúng ta cứ tạm xem cái link này đã, vì nó cũng khá là nhanh. Ngày hôm nay có cái để xem đã là rất là tốt rồi. Ngày hôm nay đáng ra mình còn nghĩ là không thể livestream trên YouTube nữa cơ. Nhưng thì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang theo dõi được. Probably wouldn't be enough to send them through, bearing in mind what's happened in the other groups. Six groups, so only two teams will actually miss out on the knockout stages from finishing third. Is Kang Hai. Van Toan just pulls out wide. Van Toan. Forward Hùng by Dũng. Van Tan. Van Kiet. Không chờ các bạn, đây là Van Quyết. Anh em chat đông quá anh em ơi. Chóng hết cả mặt. Để mà xem được một chất lượng tốt nhất thì các bạn thể truy cập vào website solac.tv, live.solac.tv và chọn trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Goal! Không được. Đó là cú sút của Văn Quyết. Nice build up play again from Vietnam. Việt Nam đang chơi hay hơn. Ô, sao Nhật Bản lại có ông da đen nhỉ? Von Hare providing the width down that far side. It was a clever ball in play. Tôi theo dõi những trận đấu của đội tuyển Nhật Bản và ngày nay khá là bất ngờ khi mà thủ môn bên phía Nhật Bản là một cầu thủ da màu. Tên anh này là Obi Powell Obina. Lúc đọc tên tôi đã thấy ngơ ngớ rồi. Thì ra đúng là người Hanoi reached the quarterfinals of the AFC Cup recently. Van Goyen Van Kiet. Đây là chàng trai sinh năm 1997. Anh sinh ngày 18 tháng 12. Cao 1m93 và nặng 82kg. Three overage players allowed, predominantly under 23. Rất hay. Văn Thành. Van Tan finding a little bit of space. Hay quá, ôi giời ơi. Đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia sau khi mà huấn luyện viên đã dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở vòng chung kết World Cup vừa rồi là Nishino đã xin từ chức. Bóng đá Nhật Bản đã có được những sự phát triển rất lớn trong khoảng 20 năm trở lại đây. Năm 1998 là lần đầu tiên mà bóng đá Nhật Bản dự World Cup. Và đó vẫn là một giải đấu đánh dấu bước ngoặt rất lớn trong việc phát triển của bóng đá xứ mặt trời mọc. Và trong khoảng 20 năm qua thì người Nhật đã có những bước tiến thần tốc khi mà họ bắt đầu tiệm cận tới đẳng cấp của đội bóng ở trên tầm thế giới. Đội tuyển Nhật Bản đã từng vượt qua được vòng bảng của các kỳ World Cup. Và đó là một điều mà chúng ta rất chắc chắn sẽ cần phải nỗ lực nhiều. Đứng chuyền hay, không được. Tình huống lên bóng của Olympic Nhật Bản rất tốt. Ở trong trận đấu với U23 Nepal, ông Park Hang-seo đưa ra sân một đội hình B. Nhưng ngày hôm nay là một đội hình không B chút nào. Một đội hình mà chúng ta quyết tâm thắng để có thể có được ngôi đầu bảng. Rõ ràng thầy Park quá tự tin. Thầy Park đã có được những tính toán về mặt lực lượng tốt và khiến cho nhiều người bất ngờ. Ở trong trận đấu với Nepal, nhiều người nghĩ rằng ông Park sẽ bố trí một đội hình đá chính để giúp cho Olympic Việt Nam ghi thật nhiều bàn thắng với mục tiêu là cạnh tranh chỉ số phụ với người Nhật. Nhưng tất cả đều bị việt vị bởi lẽ ngày hôm đó ông Park Hang-seo lại đưa ra sân một đội hình 2. Thậm chí là ông còn yêu cầu lực lượng an ninh cấm cửa những người lạ và đỗ Nhật Bản. Chúng ta cùng xem lại nghĩa rằng người Nhật cũng coi trọng trận đấu ngày hôm A
attacking pace. Van Hau and Van Tam, the two men providing the width. Didn't fare too well at the Southeast Asian Games last year. Vietnam, they finished third in their group behind Thailand and Indonesia and failed to make it through to the knockout stages of that competition. Didn't pick up their first victory in an Asian Games at under 23 level until their sixth match, 2006. They beat Bangladesh comfortably by 5-1 in Qatar. Still wasn't good enough to get them through, but they have made it through to the round of 16 in the last two occasions. Never gone beyond that. North Korea and the UAE knocking them out of the last two editions. Can they go one better this time, I wonder? Certainly represents a very good chance for them, the way they've played so far. It's Van Kiet. And Tan. Good ball, but a space here for the goal scorer. Kang Hai gets another corner. Started both the previous two matches, Kang Hai. Made his international debut at senior level last year. 0-0 draw with Jordan. It'll be Kang Hai to take the corner. Các bạn chờ mình trong ít phút thôi. Hôm nay cái người người cấp sóng vệ tinh của mình họ đang bận đi tảo mộ, rất xin lỗi anh em khi mà chúng ta không có được cái đường truyền nó tốt cho hôm trước, nhưng mà những trận đấu sau thì chắc chắn sẽ có thôi. Hôm nay là công việc đột xuất của họ là mình cũng không thể can thiệp được. ...2010 winners of this competition, Japan in Guangzhou. Beat the UAE in the final. So a 100% record right through that tournament. Victories over China, Malaysia, Kyrgyzstan, India, Thailand and Iran before the final. A bit back down the line to Maeda. Haven't been too many clear-cut chances since that opening goal of the game from Kang Hai. Referee's only had to give out one yellow card so far. That was to Taruki Hara. Here's Hara. Come here. Tatsuta. Sugioka. Tien Dung in the Vietnam goal has had very little to do so far. Came out, got a couple of good punches on the ball early on to relieve some pressure, but apart from that it's been fairly plain sailing for the Vietnam goalkeeper.
Indo. Tatsuta. Gets out quite comfortably. Wasted pass looking for Van Tone. Chúng ta cùng quay lại trận đấu này đã. Hiệp 2 mình sẽ đổi link sau vậy. Đây là một ngày tương đối là đen đủi của mình. Trận đấu phút thứ 30 rồi. 2/3 thời gian thi đấu hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-1. Win against Nepal. It was a 7th minute goal from Mitoma that put them in front and they never really built on that. It was always a feeling they had one, maybe two more gears to go through. But Nepal kept them pretty much frustrated during the course of that game. They started like an express train against Pakistan. It was Saki, Hatate and Maeda all scoring within 10 minutes. Bóng đến chân của cầu thủ Việt Nam. Đây là Quang Hải. Pakistan managing to keep them at bay in the second half. Chính xác của Quang Hải. They need to show something here to get back into the game. Đáng tiếc là Đoàn Văn Hậu đã để mất bóng. Tatsuta. Tatsuta. Sugiyoka. Endo Keita. Maeda. Nice Maeda. Rất tốc độ. Take him away from Dinh Trọng. Không được. Caught slightly under his feet. Maeda đã vượt qua được Đình Trọng nhưng trước màn ảnh vẫn còn đó. Đỗ Duy Mạnh nữa. It was a lovely turn to take him away from Dinh Trọng. Maeda chính là một trong số chính là cầu thủ đã vào trong buồng tắm cùng với đội tuyển Việt Nam để tắm chung. Maeda though showing that he can be a threat when he gets the ball to his feet. So he's very quick playing off the shoulder of the last defender. Maeda đứng hình rồi, đứng hình liên tục nha. Opening game against Nepal, keeping his place in the start. Để mình tắt bớt mấy này đi. Quá. Coming up to 32 minutes played then. That early goal from Vietnam still separating the two sides. Kang Hai after a mistake by Obi, the replacement goalkeeper today. Rusuki Kojima had started the other two games, picked up a knock in the last match against Pakistan. Không được. Văn Toàn đã không thể chúng ta được một đường chuyền thành công cho Văn Quyết. Sẽ có một quả ném biên dành cho cầu thủ Việt Nam. Good work ethic around in the Vietnam starting lineup. Người thực hiện quả ném biên sẽ là Văn Thành. Hang So, a man that demands the best from his players. By Hara. Phun Ham. Ôi giời. That's a good ball. Đó là cú đánh đầu của Hà Đức Trình. Header from Dutch. Rất đáng tiếc. Wide hadn't quite got his bearings right. Đường chuyền rất hay của Đoàn Văn Hậu. Tiếc là Hà Đức Trình lại có một tình huống húc bóng chứ không phải là đánh đầu. Anh cũng đã rất tiếc nuối sau pha bóng vừa rồi. Ngày hôm nay rõ ràng Việt Nam nhập cuộc để giành chiến thắng chứ không phải là một trận đấu toàn tính của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Chúng ta vẫn đang tấn công rất nhiệt tình. Văn Toàn, Quang Hải. Chuyền của ông Dũng. Văn Toàn đã trong thế biệt vị. Very, very close. Looked level when he went. Very quick players these days. Make life difficult for assistant referees. Tatsuta. Keeping their shape well at the moment, Japan. They're not tempted to chase the game just yet. Plenty of time to go, of course.
Sẽ có một quả ném biên dành cho cầu thủ Nhật Bản. Mình xin nhắc lại hiện tại trên fanpage chính chủ của mình, đó là fanpage Sôi Lạc.tv, ăn Sôi Lạc xem bóng đá. Nhiều bạn đã hỏi đâu là fanpage chính, thì bây giờ các bạn hãy lên Facebook, và nếu như fanpage nào mà có cái sự kiện mà bọn mình đang chạy, sự kiện mà nhà tài trợ MediaMark họ đang tài trợ một TV 50 inch, cùng với đó là rất nhiều những đồ dùng gia dụng khác thiết yếu cho cuộc sống ngày hôm nay, các bạn hãy truy cập ngay vào website mình để tham gia vào trận đấu, dự đoán chính xác kết quả trận đấu ngày hôm nay, và sẽ nhận về những phần thưởng mà bọn mình đã post ở trên fanpage. Fanpage chính chủ thì sẽ có, fanpage giả mạo thì sẽ không có. Đó sẽ là cái mà các bạn có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vừa rồi là pha bắt bóng chính xác của Bùi Tiến Dũng. Double-fisted punch in this competition, which hasn't always worked out for them. Văn Quyết, Quang Hải, Kang Hải. Vietnam still with a slender lead here in the first half. Inside 10 minutes to go to half time. Văn Toàn. Flag goes up again. Văn Toàn ở tư thế biệt vị mất rồi. He became charging out of his goal. Didn't need to make a challenge in the end. He was close the last time, Van Toan. Just wonder if he was any closer that time to actually being offside. Difficult to tell. Ball had already been played when the camera looked along the line, but we'll go with the benefit of the doubt for the assistant. Đại Kỳ, Rio, Hara, Tatsuta, Miyoshi could get a header on it away before Maeda could reach it. Not cleared very far though. Nice little back heel, cleverly done. Kịp không đây? Đó là pha băng lên của Obi Powell. Hà Đức Chinh không được. Nỗ lực dứt điểm không thành công của cầu thủ số 13 bên phía Việt Nam. Really guide that one across with. Quả phá bóng lên dành cho cầu thủ Nhật Bản. Tatsuta alongside him. Chạy khá nhanh. Nhưng anh đã không có được một tư thế tốt nhất để tung ra được một cú dứt điểm gọn gàng. He might just have winded himself. You go Tatsuta. I think he'll be okay. Tatsuta from Shimizu S-Pulse. Man behind him, his goalkeeper Obi. He's still at university there at the Malaysian team. Waiting the winners of this one in the round of 16. So the team that finishes top of the group will play one of the third place teams from groups B, E or F, still to be decided. So certainly that's probably down. Wanting to avoid group winners in the round of 16. Uzbekistan and Malaysia, the only two that are confirmed so far. Vietnam could become the third. They lead here by a goal to nil. Quang Hải. Duy Mạnh.
Trần Đình Trọng. Chuyển tốt dành cho Văn Toàn. Phía trong đã có Hà Đức Trình. Cười, không được. Đó là cú sút của Văn Thành. Một quả phạt góc dành cho các thủ Việt Nam. Antone stayed onside that time. Tatsuta got a knee to it. Vietnam corner. As we approach the final moments of the first half, they still lead by a goal to nil. Back by the goal. That is the goal scorer, Kang Hai. Into the side netting. Không rõ đó là một cú dứt điểm hay là một đường chuyền của Quang Hải nữa. Báo chí châu Á đã gọi Quang Hải là Messi của ASEAN năm nay. Và trong trận đấu ngày hôm trước thì bình luận viên nước ngoài cũng đã gọi Quang Hải là Messi Việt Nam. Anh đang được đánh giá là cầu thủ có cái chân trái dẻo nhất khu vực Đông Nam Á. Và là một trong số 10 cầu thủ đáng xem nhất tại ASEAN năm nay. Certainly been a first half of very few chances so far. Nhật Bản ngày hôm nay đang thi đấu tương đối thong thả. The pressure off, of course, both teams knowing they're already through, but we certainly feel that a winning mentality going into the round of 16 would be helpful. Quốc gia Nhật Bản tại kỳ World Cup năm nay, họ cũng đã có một trận đấu cuối cùng. Nhận rất nhiều những chỉ trích từ 2-0 win over giới truyền thông. Nepal. Before that, a 3-0 victory over Pakistan in their opening game. Nhật Bản có lý do để thua trong trận đấu này khi mà họ sẽ phải rơi xuống một nhánh dễ đá hơn. Tatsuzu. Tatsuta. Sugioka. Trying to split the defenders and find Maeda. Good play. Maeda. Well, Maeda trying to pull the ball back, goes out of Din Trong. Văn Thành đã bị vượt qua. Nhưng Maeda đã không thể đưa bóng vào trong, thì vẫn còn đó. Maeda. Seen a couple of times he's used his pace and power. Just needed someone a little bit closer to him. It's good covering by Din Trong. Quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Nhật Bản. Stayed on his feet well. Wins the corner. Việt Nam chuẩn bị có một sự thay đổi người và chúng ta tiếp tục nhìn thấy bảng tỷ số, bảng thay người sử dụng hai viên kim quân thỏ đã được trọng tài biên cầm. Có vẻ như một cầu thủ bên phía Việt Nam gặp phải một chấn thương và anh không thể tiếp tục thi đấu rồi. Đó là Hùng Dũng. Và người vào sân để thay thế cho Đỗ Hùng Dũng đó là Phạm Đức Huy. They would have wanted just before half time, forced into a change, Park Hang-seo. And he's on side. They've got some defending to do here as well from the corner. Endo. Keita. Obi. Đấu rất lăn xả, đó là Quang Hải. Oh,
That's the man whose goal separates the two sides, Kang Hai, seizing on a error by Obi, the goalkeeper in the early stages of this final group game. Các bạn đừng quên tham gia vào event dự đoán kết quả trận đấu này để nhận những phần thưởng rất giá trị. Will it be enough to seal the three points? Japan. Just be a little bit more positive in the final third. Maeda is already showing a good touch. I wonder whether coach might be tempted to get an extra striker on in the second half. Maeda forging that lone battle at the moment as the only striker. Bằng cách click vào cái hình ảnh ở trên khung chat trên website của Real Hatate and Ayazi Maeda on the bench, both strikers. Sự kiện nhỏ nhỏ này. Educata. What can they do though here on the stroke of half time? Endo trying to slip the ball through to Mitoma. This little lack of understanding. Mitoma not quite telegraphing the pass. Into stoppage time at the end of the first half. Văn Thanh. Van Tone's offside again. Van Toàn tiếp tục bent round the last defender by Van Tan. Yep, well offside that time. May have been a hint of handball as well as he brought that one under control. Well, the referee brings the first half to a close. A half that started exceptionally well for Vietnam. Both these sides are already qualified, don't forget. Just a question of who will finish top of the group. Kang Hai seizing on a mistake from Obi, the goalkeeper, to fire into the bottom corner. Obi tried his best to get back, couldn't keep the shot out. And as a result, Vietnam have the opening goal of the game. They yet to concede a goal. Japan will have to breach that defence if they are to try and take something from this game in the second half. As it stands at the moment, Vietnam going through as group winners. Japan will go through as the runners-up to play Malaysia, but a lot can change in the next 45 minutes. Half-time in the final match of the group in Group D. It's Japan 0, Vietnam 1. Experience. It's Japan very nearly. Colombia. So second half underway, Japan all in blue, kicking from left to right. Vietnam have shown that they're a very well organised team after that. Finishing the AFC Under 23 Championships in January. Văn Quyết. Vẫn đang là Văn Quyết. Rất hay. Hà Đức Trình. Tập chiến. Văn Quyết. Văn Quyết. Quay trở lại với cầu thủ. Positive start as it was in the first half for Vietnam. Did make a change in that first half. Duc Hoi there coming on late on in the half. And as you saw a moment or so ago, starting the second half with this man on the field, Iwasaki. Edokita. Late challenge, free kick to Japan. Referee's handled the game pretty well so far. Just that one yellow card in the first half for Taruki Hara. Penalised that time, the challenge on. Miyoshi. Dự đoán sẽ được tính tới phút thứ 80. À, xin bạn. They need a good delivery this from Hatsuze. Try and get his side back into the match. Vietnam
Could be awkward for the goalkeeper if this comes through with a little bit of pace on it. Tien Dung. The goal that was headed out away from in front of the goalkeeper by Doi Mank. It'll be a corner. See Tatsuta there providing an aerial presence. Maeda has been a threat all through the game for Japan without really creating too many clear-cut chances. Tatsuta with a corner. Deep one to the back aim towards Sugioka. Watanabe. Khá nguy hiểm. Như vậy là chưa đủ để đánh bại được Bùi Tiến Dũng. Harare getting up the highest, one of the three central defenders. Đó là cú đánh đầu của Harateruki. Get any real power on the header. Bounced up kinder for the goalkeeper. Dành cho các thủ áo xanh. Để tiện cho bạn theo dõi thì mình sẽ nhìn qua một chút về đường ra sân của cái đội trong hiệp thứ hai này. Bên phía cầu thủ Việt Nam thì thay áo số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 8 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Văn Quyết đội trưởng, số 13 Hà Đức Trinh, số 17 Vũ Văn Thành, số 18 Đỗ Hùng Dũng đã được đưa ra nghỉ. Double change at halftime. They brought on Matsumoto as well, which we didn't see. Số 21 Trần Đình Trọng. Cùng bên phía cầu thủ Nhật Bản, họ ra sân với thủ thành báo số 12 Obipoel Obina, số 5 Suzuka Daiki, số 6 Hatsuse Ryo, số 7 Harateuki, số 8 Mito Makaru, số 10 Miroshi Koyi, số 11 Endo Keita, số 16 Watanabe Kuta, số 17 Kaneda Yuta, số 18 Maeda Daizen và số 20 Tatsuya Yugo. Trọng tài bắt chính trong trận đấu hôm nay đó là ông Lô Phong Hay. Trọng tài người Hồng Kông. Suse dropping in at fullback now. Quang Hải. Challenged by Iwasaki. Sugioka. Sugioka. Maeda. Maeda. No power on the shot. Ngày này thì cuối cùng Tiến Dũng đã có Matsumoto cái gì đó already having an impact. Nhưng vẫn chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ thành người Thanh Hóa. On the turn though. Comfortable for Tien Dung. Nhìn vẫn to lên chút, vẫn chưa đủ to anh em. Đang như nào? Chúng ta được tiến nước ngoài anh em ạ, để tiến nước ngoài. To à? That's your blue shirt score here for Japan. It's just deflected in behind me, Yoshi. Ok, ok, để mình cho nó nhỏ đi. Ok cho anh em. So just going back to those substitutions, it looks like it might be Endo that's gone off. Confirm the substitutions in a moment. Hara number 7 is definitely still on the field. There he is. Và nếu tiếng ổn rồi thì mình sẽ quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Đang có một cầu thủ của Việt Nam bị đau và đó là Hà Đức Trinh. Trên băng ghế dự bị của cầu thủ Việt Nam ngày hôm nay có những cầu thủ có thể thay thế cho Hà Đức Trinh như Anh Đức hay Công Phượng.
Phạt bàn Đức cũng có thể là một lựa chọn của ông Park Hang-seo. Còn đây là bàn thắng của Quang Hải ở phút thứ 3 trận đấu này. Một pha súng lỗi của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Nhật Bản. Man that was awarded the Labour Medal for his efforts at the AFC Under 23 Championships came back as something of a hero. Thousands of people out in the streets celebrating. I'm sure they'll get the same kind of reception. Thì trước khi trận đấu này diễn ra thì ứng dụng FastGo, ứng dụng đặt taxi khá mới ở Việt Nam do người Việt thiết kế đã tuyên bố sẽ tặng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng trong trận đấu hôm nay mỗi bàn trị giá 10 triệu đồng. Và vừa rồi thì Quang Hải cũng đã là người đầu tiên trong trận đấu hôm nay rồi. Rất hy vọng chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ nữa nhận được phần quà từ ứng dụng này. Cùng với đó thì ngày hôm nay họ cũng có một mã khuyến mại dành cho tất cả những người xem trận đấu ngày hôm nay. Đó là mã khuyến mại U23. Khi các bạn nhập vào ứng dụng này thì sẽ được giảm ngay 23.000 cho một chuyến đi. Ứng dụng này tương tự với lại Grab hay Uber ngày xưa thôi. Có lẽ mình có tài thử thì thấy cũng tương đối là dễ dùng, như là giao diện khá là thân thiện. Anh em là mà đang đi xem offline ở đâu đó xa thì chút nữa có thể thử đặt thử một cuộc xem thế nào. Quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay đã. Gần 10 phút của hiệp thứ 2 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-1. Trong hiệp thứ 2 này thì Nhật Bản họ đã chơi tích cực hơn một chút so với hiệp thứ nhất. Mặc dù bị dẫn bàn nhưng ở hiệp đầu tiên thì Nhật Bản họ không có quá nhiều những tình huống tấn công. Trọng tài vừa thổi phạt Văn Thanh. As we said earlier, it is a very young Japan side, one of the youngest in the tournament. With Jimmy Moriyasu given the job of trying to mold a side for the 2020 Olympics, which will be held in Tokyo in 2 years' time. These players will all still be eligible for that under 23 again, of course. When you consider they haven't got an overage player, and most of Vietnam's creativeness has come from their overage men. Các bạn nào không biết thì nếu như chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu này, đồng nghĩa việc Việt Nam sẽ đứng đầu bảng D và chúng ta sẽ gặp một đội nào đó đứng ở vị trí thứ ba của một bảng đấu nào đấy, tôi không nhớ. Còn đội nhì bảng thì sẽ gặp Malaysia, đội đã giành chiến thắng trước thủ Nhật Bản. Đó là nếu như Malaysia họ giành nhất bảng, nhưng gần như là 90% họ sẽ giành nhất bảng rồi. Phản công dành cho thủ Việt Nam hay không đây? Cú sút từ khá xa của cầu thủ áo số 7 bên phía Nhật Bản, đó là Harateruki. Tone hammered it away. Didn't quite get the direction he needed to find that top corner. The goalkeeper had committed himself. Bây giờ thì Công Phượng sẽ được đưa vào sân. Công Phượng sẽ được đưa vào sân để thay thế cho Văn Toàn. Và cái bảng thay người này trông nó kiểu gì nhỉ? Đèn nó còn nháy nháy, xong chạy pin con thỏ, khả năng là hết pin, sắp hết pin rồi. Dùng mấy ngày hôm nay chưa thay pin rồi. Mấy hôm trước tôi có thấy nó nháy nháy ở đâu, hôm nay nó thấy nháy nháy. Chắc chắn là hết pin. Công Phượng được đưa vào sân ở phút thứ 57. So desire. Still 1-0 to Vietnam. Hara. Tatsuta. Tatsuda. Sugiyoka. Cầu thủ vừa cầm bóng là cầu thủ số 14 Matsumoto Daishi, người đã được đưa vào từ đầu hiệp 2 và tôi không nhớ là anh ấy thay cho ai nữa. Chuyền hơi mạnh Hoài Đức Trinh. Công Phượng vừa vào sân và anh đang rất nỗ lực. Resisted the temptation to clear it long, finds Sugiyoka. Sugiyoka. Not such a great clearance from him though. Now here come Vietnam looking to extend their advantage. Good header Tatsuta. Matsumoto.
bóng đập vào lưng của Công Phượng sau đường chuyền của Quang Hải. Khá là đáng tiếc. Và rồi thì trọng tài đã thổi phạt cầu thủ mang số 9 đến với Việt Nam. Clip of the ankles. Ok anh em chờ tí nhá để mình tắt nhỏ cái tiếng xì xồ đi một chút. Sugiyoku's throw. Rồi có lẽ là nó đã vừa rồi đấy. Endo. Educata. Tatsuta. Đường truyền không đến được vị trí của Hatsuse. Hatsuse just overhit though. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của bọn mình trên Facebook để có thể cập nhật những đường link của các buổi trực tiếp sau này. Khi mà vào vòng trong thì chắc chắn là sự quan tâm của người hâm mộ sẽ lớn hơn rất nhiều. Trận đấu sau bọn mình sẽ cố gắng tìm được cái link chất lượng như trận đấu với cầu thủ Nepal. Ngày hôm nay thì anh kỹ thuật viên anh ấy có một chút vấn đề về gia đình, thành ra là không lấy được link như mọi hôm nữa. Ngày hôm nay bọn mình đã phải lấy những cái link khá là xấu, và rất hy vọng là các bạn hãy thông cảm cũng như bỏ qua. Đoàn Văn Hậu vừa bị phạm lỗi. Một tình huống mà cầu thủ mang số 10 bên phía Nhật Bản đó là Miyoshi đã đóng vai một gã tiều phù. Đoàn Văn Hậu đang bị đau và anh đang đi tập tễnh rồi. Hichami Moriyasu down on the sidelines. Be interested to see now that he has got the full Japanese job whether they keep him on at the under 23 role. Ôi vậy. Sút rất mạnh đó là của Đoàn Văn Hậu. Có vẻ như sau khi bị đau thì anh đang muốn giải tỏa nỗi bức xúc của mình. How shot hit Matsumoto. Giờ sẽ là quả ném biên dành cho cầu thủ Việt Nam. Endo. Enoketa. Rất quyết liệt. Tatsuta for Japan. Tatsuta Yugo. Trailing by a goal to nil. It's over hit. Maeda will chase onto it all the same. And the flag's just gone up for offside anyway against Japanese striker Desmond Maeda. Just went a fraction too early. Nào nào va chạm. Ơ cái ông kia. Anh đầu chọc này. Cầu thủ mang số 18 bên phía Nhật Bản chính là người đã xin vào tắm chung cùng với cầu thủ U23 Nhật Bản trong ngày hôm trước. Both teams will relocate to Bukazi after this. The winners will play the, or the winners of the group will play the whichever third place team they meet on Wednesday, while the runners up play Malaysia on Thursday. So a couple of days off after this. Hara. Hatsuse. Hatsuse Rio. Lovely ball. Oh, just bounced away from Iwasaki. Don't think Tien Hung who's got the ball now, the goalkeeper's had a serious save to make in the game so far.
defenders have kept Japan very quiet in front of him. Maeda's shown a couple of brief glimpses of pace that might cause some problems. Harateruki. Trận đấu đang không có quá nhiều những tình huống đáng chú ý nữa. Các cầu thủ truyền đi truyền lại thôi. Bây giờ có lẽ chúng ta nên phân tích tình hình của Việt Nam. Nếu như chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, chúng ta sẽ phải rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn, khi mà nhánh ở phía trên sẽ bao gồm những đội tuyển như Uzbekistan, Iran, Hàn Quốc, đối thủ rất khó chơi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay ông Park Hang-seo đã cùng với các học trò tiến vào trận đấu này với một mục tiêu, đó là chiến thắng. Và rõ ràng ông không muốn tránh mặt ai cả, gặp ai cũng đánh thôi. Để mà đến với chức vô địch thì bất kỳ một đội bóng nào, một đối thủ nào chúng ta đều phải đánh bại. Và không có lý do gì mà chúng ta phải sợ Hàn Quốc, Uzbekistan hay là Iran cả. Cách đây 4 năm thì chúng ta cũng đã từng đánh bại Iran, đương kim vô địch của ASEAN 2010, với một tỷ số rất đậm, đó là 1-4. Đó là năm mà huấn luyện viên người Nhật Miura đã dẫn dắt cầu thủ U23 Việt Nam tại ASEAN diễn ra tại Hàn Quốc. Tại năm đó thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng. Tuy nhiên thì chúng ta sau khi vào vòng trong đã để thua chúng ta bỏ qua đi. Tự nhiên quên mất. Hà Đức Chinh, Quang Hải. First gold medals have been awarded in the Asian Games today. Couple already for China. Ha Su-se. Phản công dành cho các thủ Nhật Bản. Kia. Đường này chạy nhanh thế, đầu chọc mà có thể chạy rất nhanh. Rõ ràng là với cái đầu chọc của mình thì ma sát nó sẽ ít hơn so với những cầu thủ có tóc, thành ra anh chạy rất nhanh. Nhưng đó là tình huống mà Maeda đã phạm lỗi với đây như Duy Mạnh, phải đúng rồi, Duy Mạnh nhìn hơi mờ. Football competition into its second week, of course, due to the amount of fixtures. Basketball, handball, water polo all began before the opening ceremony last night. The main bulk of sports starting to get underway today. Over 40 different sports in the Asian Games. Got those two demonstration sports as well for the first time. Esports, which is electronic gaming, and canoe polo. Esports is expected to medal. Chuyền của Miroshi. Shuyoka. Japan still trying to get themselves back on level terms. Away by Doi Mank. À, tôi nhớ rồi. Vừa các bạn nhắc cho mình thì 2014 thì chúng ta lọt vào vòng knockout và để thua UAE với tỷ số là 1-3. Kể cả mùa giải năm nay nữa thì đây đã là lần thứ 3 mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta lọt được vào vòng knockout của ASEAN. Và năm nay có lẽ là năm mà người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng. Không chỉ dừng lại ở vòng knockout đâu mà chúng ta sẽ còn tiến xa rất nhiều. Thái Lan của Ketisak 2014, họ cũng đã lọt tới vòng bán kết và sau đó về ở vị trí thứ 4. Đó cũng là một trong số những thành tích tốt nhất của bóng đá Đông Nam Á tại ASEAN. Một chuyền không tốt sẽ làm quả ném biên dành cho cầu thủ Việt Nam. They've managed a single shot on target as yet. A couple of times they've found some space with headers which have gone back across goal. Park Hang-seo and his coaching staff still
making sure their side stand firm at the back will be some record if they can go into the round of 16 having not conceded a goal. It's Tatsuta. Matsumoto. Vietnam supporters continuing to make plenty of noise as they have won all their group matches. Hara. Tatsuta. Nhân đang có đông người thì mình cũng xin thông báo luôn, đó là bọn mình thời gian 1-2 hôm nay thì có tin rằng Xôi Lạc .tv bị kiện rồi thì sẽ không thể tiếp tục livestream phát sóng các trận đấu này nọ lọ chai. Các trận đấu của U23 Việt Nam sẽ không thể tiếp tục phát sóng trên Xôi Lạc .tv nữa. Thì ngày hôm nay bọn mình đang phát sóng cho mọi người xem và cũng là một lời khẳng định rằng bọn mình sẽ tiếp tục cố gắng để có thể duy trì phát sóng những trận đấu của U23 Việt Nam tại ASEAN năm nay để phục vụ cho tất cả những anh chị em không có điều kiện theo dõi trực tiếp trận đấu này. Và cũng rất hy vọng là các bạn hãy dừng chia sẻ những sự là ngày mấy hôm nay bọn mình nhận được rất nhiều inbox hỏi và bọn mình trả lời không xuể. Phải đến hơn 2.000 cái inbox mà bọn mình bây giờ vẫn chưa trả lời hết. Cùng với đó là rất nhiều các fanpage cũng như là các kênh YouTube giả mạo bọn mình và đã có những phát ngôn không đúng sự thật. Và rất hy vọng các bạn hãy tỉnh táo, tiếp nhận những thông tin. Bọn mình chỉ có một kênh YouTube chính thống duy nhất, đó là kênh Xôi Lạc.tv và một fanpage Xôi Lạc.tv ăn Xôi Lạc xem bóng đá. Để có được những đường link chính xác nhất về kênh YouTube cũng như kênh fanpage của mình thì các bạn thể truy cập vào website Xôi Lạc.tv và ở góc bên phía tay phải thì bọn mình có dẫn hai địa chỉ chính chủ bọn mình ở đó. Thì tất cả những thông tin bọn mình ở trên đó, bọn mình phát ngôn ở trên đó mới là những phát ngôn thật của mình. Còn tất cả những kênh fanpage khác, các kênh YouTube khác nói gì thì các bạn cũng đừng tin vì đó không phải là bọn mình. Và quay trở lại với trận đấu này, phút thứ 70 và tỷ số vẫn đang là 0-1 nghiêng về phía cầu thủ Việt Nam. Vừa rồi là một quả phạt góc không thành công của cầu thủ Nhật Bản. Bây giờ nó đã biến thành một quả ném biên rồi. Just a couple of minutes from Kang Hai. Endo. Endo Keita. Tatsuta. Atsuze. It's another corner. Nói chung là hiện thì bên bản quyền họ cũng có ý ấy. Nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng cứ phải xem xong đã được tính. Và có gì thì bên bọn mình cũng là người phải chịu chứ còn anh em chỉ được xem. Kiet. Đấy, như anh em bảo YouTube bị sập rồi. YouTube sập thì các bạn chuyển qua kênh 2 nha. Và các bạn đừng quên bây giờ đã phút thứ 73 rồi, chúng ta hãy nhanh tay truy cập vào fanpage Xôi Lạc .tv để đưa ra những dự đoán cũng như nhận định để tham gia vào event nhỏ của MediaMart. Event nhỏ thôi nhưng phần quà thì rất to. Seen plenty of the ball in the second half Japan but still haven't come up with that key to unlock this Vietnamese defense as yet. Doi Mank has performed well as has his other two central defenders, Din Trung and Tien Zum. YouTube chưa sập á, chỉ bị đứng này. Miyoshi. Nó bị lắc lắc tí thôi. Hara. Cái kênh YouTube này là một người khác họ stream lại của mình, chứ mình cũng không phát cái kênh YouTube đấy. Atsuze. Sugioka needs a quality ball in. That's a good header away. Thái Lan.
Nhưng mà đáng tiếc là ban tổ chức ở Indonesia họ lại không bố trí máy quay để trực tiếp trận đấu đó. Thành ra là chúng ta sẽ không thể theo dõi trận đấu này được. Mà thay vào đó thì bọn mình sẽ gửi đến các bạn các chương trình khác, các bộ môn thi đấu mà có Việt Nam tham dự. Và bọn mình sẽ liên tục cập nhật kết quả của trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan. Và vào lúc 10 giờ tối nay thì chúng ta sẽ có trận đấu giữa các cầu thủ Manchester United và Brighton Hove Albion. Trận đấu trong khuôn khổ của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-2019. Sugiyoka. Iwasaki. Continuing to play the ball around with a little bit of Watanabe. Japan, but it's when it gets into the final third that's Hasuse. Really struggling to find some space. You see the white shirts back behind the ball. Chuyền của Miroshi. She's ball in towards Maeda. Hàng phòng ngự của Việt Nam ngày hôm nay đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với hai trận đấu trước. Không có những sai lầm cũng như là những kẽ hở để cho đội bạn có thể khai thác. Những đội bóng Đông Nam Á ngày hôm nay đang tạo ra được rất nhiều những bất ngờ cho bóng đá Đông Á. Malaysia họ đã giành chiến thắng trước Hàn Quốc với tỷ số 2-0 và ngày hôm nay Việt Nam chúng ta lại đang dẫn trước Nhật Bản. Vâng, sao cái bảng tỷ số kia nó cứ nháy nháy nhỉ? Nhìn khó chịu thật. 1 vào 20 ra là thế nào? À, 1 ra 20 vào là sao? Ông 1 là ông nào? 1 là... 1 làm gì có trên sân nhỉ? Bảng tỷ số hết pin hay sao ấy? Bảng tỷ số hết pin. I think it is Kang Hai, the man that's coming up. Just saw the signal there from the trainer, man who got that early goal. Mistake by Obi, the goalkeeper. Swiveled his body and just played it back. Đây chúng ta đang được xem lại ban hai. Vui sướng không Park Hang. The goal scorer, it appears, his day is over. As well, Japan are going to make another change. Ayazi Ueda bench as well when he finally gets on. Giving away to Van Kiet. Hùng Dũng. À không, vừa rồi là Văn Quyết. Hùng Dũng ra nghỉ từ lâu lắm rồi. Văn Thành. Hồng Phương. Rồi tình huống để mất bóng của Công Phượng. Hasuse. Watanabe. Suzuka. Cơ hội. Lưới của cầu thủ Việt Nam đã rung lên. Nhưng đó là một pha bóng mà Maeda đã ở trong tư thế quý vị. Hướng quý vị rất rõ của Maeda. It is Maeda's last action of the game as well, because he's now going off to be replaced by a man from Hosa University, Ayaze Ueda, 19 years of age. Và Maeda sẽ được đưa ra nghỉ và vào sân thay thế cho anh, đó là Ueda. One appearance in the previous two matches for Ueda. Lúc nãy thì mình có thấy một vài kênh YouTube họ lấy sóng của mình. Sau đó đến giữa giờ thì họ bật quảng cáo khác. Thật sự là khá là buồn.
không được. Tài cho cầu thủ Nhật Bản được hưởng quyền lợi thế. Hasuse. Đánh đâu không được. Rất đơn giản đối với Bùi Tiến Dũng thôi. There is the possibility, by the way, that we could have a penalty shootout between these two if Japan were to get an equalizer. The criteria would be the same if it was to finish 1-1. So they'd have the same number of points. A draw means neither side comes out on top against the other. Goal difference would be the same. Quyết. Goal scored would be the same. Phạm Văn Đức. Make for an exciting finale. Japan have got 8 minutes to try and get that goal. If not, it is Vietnam that are going through as group winners. Incidentally, the fair play points come in only if it was level between two teams that aren't playing each other, because obviously then they couldn't take the penalty kicks against each other, so fair play comes in. Yellow and red cards you all get minus figures for. Ngày hôm nay thì bọn mình không có live trên YouTube, mà tất cả các đường link YouTube ngày hôm nay đều là các bên họ phát sóng lại của bọn mình thôi. Nên nếu như các bạn đang theo dõi trên YouTube, đồng nghĩa việc là các bạn đang không phải theo dõi trên kênh thật của mình đâu. Nên nếu như họ có sử dụng hình ảnh của bọn mình và chỉnh sửa cũng như là quảng cáo cái gì đó thì đều không phải là bọn mình đang quảng cáo. Thật ra mình cũng không muốn nói ngoài lề quá nhiều, nhưng mà thật sự là có những cái mà bắt buộc phải nói, không thì rất nhiều anh em sẽ hiểu lầm. Tatsuta just lost his footing slightly, has a bit of a tussle with Duck Chin, no foul. Miyoshi. Sự là chất lượng ngày hôm nay nó không được nét lắm. Của thủ thành Obina. Slight hesitation before Tien Zum cleared away. Kung Fu. Iwasaki. Watanabe. Hara. Hatsuse. Đoàn Văn Hậu. Phạm Văn Đức. Công Phượng. Ui, chuẩn chuẩn thế nhỉ? Không vào. Đó là cú sút của Văn Đức. Đường truyền rất hay của Công Phượng dành cho Phan Văn Đức. Và cú sút của Văn Đức cũng là tương đối ok. Anh em ở trên cái link YouTube ở link 1 ấy, thì không phải là mình phát, mà là một bên khác họ phát. Mình chỉ gắn cái link đó lên để cho anh em xem trên YouTube cho tiện thôi. Chứ ngày hôm nay bọn mình không live trên YouTube anh em nhé. Các bạn có thể truy cập vào website solac.tv, chọn trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, và sau đó là chọn đường link 2 để theo dõi cái link. Sút chân phải nhưng bóng lại đập vào chân trái. Vượt qua được bệ cột 4 phút bù giờ. Rõ ràng nếu như mà Nhật Bản họ ghi bàn trong quả đấy lại phải đá penalty, rất là mệt mỏi. Nhưng mà mình thích xem penalty, thật sự là như vậy. Vào đi bạn ơi. Đánh đầu vào đi, không được rồi. Không phải là mình muốn Việt Nam thua nào, mà muốn được thấy Bùi Tiến Dũng tái hiện lại những pha bắt penalty của AFC U23 hồi đầu năm.
Souza. Para. Mấy cái ông cầm YouTube là ông ấy đổi linh tinh cái gì làm anh em trên kênh chat chửi loạn mới này. Bọn mình nãy giờ phát rất bình thường cơ mà. Không có lỗi của cầu thủ Việt Nam. Iwasaki just there, no, just tripped over his own feet, no appeals, straight back on his feet, just evaded that outstretched leg of Vun Hao. Well, credit to Japan in these latter stages, they've put plenty of pressure on Vietnam, but Vietnam have soaked it up like a sponge, and they have just a couple more minutes to hang on. Tien Zum. Vun Hao. Đã bảo là tôi không gắn cái link YouTube. Link YouTube là của ông khác ông ơi. Nào. Công Phượng. Phượng ơi, không được. Fine defending in the end. Just when Japan were committing men forward, Vietnam looking to seize an advantage. Malaysia, China and Uzbekistan are the only other teams with 100% records so far. They all have one more game to play. Park Hang Seo returns to his bench. This could be the moment where Vietnam can just run the seconds off the clock. Trời ơi, đã vào. Ông cứ gỡ gỡ ra làm mọi người cứ chửi oan mình. Kung Fu turns inside Sugioka. Challenge from Matsumoto. By Tien Zum. Well, despite the fact the goal came early, it's been a fascinating battle between these two, the two unbeaten sides in the group. Ueda, one last chance maybe. Try the clever little back heel, but it is Vietnam that keep up their 100% record to win Group D and go through to the round of 16 with some momentum behind them. They await their opponents. It'll be one of the teams that finishes in third place from Groups B, E or F. Japan are also through, of course, but they know they'll play Malaysia now in the round of 16, and that will be another tough game for Jimmy Moriarty.